Truyền thông Thái Lan đưa tin, 7 du khách và 2 phi công có mặt trên chuyến bay được cho là đã thiệt mạng sau khi chiếc máy bay tư nhân thuộc dòng Cessna 208B Grand Caravan rơi xuống một đầm lầy ở Khao Din, quận Bang Pakong, tỉnh Sao, miền Đông Thái Lan. Chiếc máy bay khởi hành từ sân bay Bangkok hướng đến một vùng ven biển phía Tây Nam nổi tiếng với những bãi biển tuyệt đẹp. Tuy nhiên, máy bay đã bất ngờ bốc cháy và rơi xuống một khu rừng ngập mặn ở tỉnh Cha Trong Sao vào khoảng 15 giờ 30 phút theo giờ địa phương ngày 22 tháng 8. Những người dân địa phương cho biết họ nghe thấy tiếng nổ rất lớn và sau đó một đám khói quần cuộn bốc lên từ khu rừng ngập mặn. Ông An Chasawat, 69 tuổi, cho biết ông nghe thấy tiếng nổ vang trời trước khi chạy đến hiện trường vụ án. Hiện tại, các nhà chức trách đang nỗ lực tìm kiếm phi công và hành khách mất tích. Hình ảnh từ hiện trường cho thấy các mảnh vỡ máy bay cùng quần áo và đồ đạc nằm rải rác trên mặt đất. Trung úy cảnh sát Guaraujut Chanwechumat, phó trưởng phòng điều tra đồn cảnh sát quận Bangpakong cho biết, họ đã nhận được báo cáo về vụ tai nạn và đã cử cảnh sát cùng nhân viên y tế đến hiện trường ngay lúc đó. Tại hiện trường, cảnh sát tìm thấy xác máy bay nằm rải rác trong bùn trên một khu vực rộng khoảng 100 mét họ không thể tìm thấy phi công hay bất kỳ hành khách nào nhưng đã phát hiện ra hành lý của những người trên máy bay tên của những người trên máy bay hiện chưa được công bố tuy nhiên người phát ngôn cho biết họ bao gồm năm du khách đến từ hồng kông trung quốc hai nữ phi hành đoàn người thái một phi công chính và một phi công phụ người thái hiện nguyên nhân của vụ tai nạn vẫn đang được điều tra làm rõ